hôm nay bà ngoại lên chơi hết các bạn chủ nhật nè. Bài tụ tập nướng đủ thứ. Này là gọi là nướng lộn xộn không ngoại? Ừ. Thịt nướng, nem. Này sườn bò nướng ha, nem. À, gì đó gọi là gì đó? Xúc xích. Đậu bắp. Mẹ ơi. Gì cơ? Ôi. Nó con nhỏ nó hết chìa khóa rồi đó. Cái này cái nó đâu có gì hết rồi. Tao mới thấy có trái đó mà. Cây lụng cây nó trái quá trời nhờ, không còn có 2-3 trái à. Cái gì? Cái trái đó. Không có kể. Hả? Ai biết kể đi. Ở trong gì ai hái đi chứ con gì ăn nó cũng còn trái chứ. À. Rồi giải lên ngoài cái chip chút thôi. Cái thằng này. Đó thấy ngon ghê ngoài, hấp dẫn. Ủa sao kỳ vậy, cái tre tao mới thấy có trái đó mà. Hả? Tao thấy có trái mà làm như bớt. Trời. Bớt trái á. Như là có hái hay có gì vậy. Trời. Wow, con. Con gì nó ăn không có đâu. Con sóc. Con sóc. Phải con sóc không? Con sóc, sóc, sóc. Là ai vô hái đó. Sóc. Ăn thì nó cũng còn dưới đất. Ờ, nó rụng thì còn, bây giờ bữa nay không thấy. Đó, thấy không? Ngoài đậy lại là đâu có khét đâu, thấy không? Hả? Nó không khét mà phải coi canh trở nó cũng khét vậy. Tại vì dành lâu tay đó chết à. Ai biết tụi nó chơi giỡn nó làm gì biết đâu. Đâu. Giờ cái cây đó trái không rời quá trời luôn. Mà tha rụng hết trơn. Vậy thì hái đi. Con nó già không? Tự hái đi. Con nó già không hái đi, hái vô chân. Không lê nó ngọt rồi nha. Không có, hái vô chân đi để ngoài nó nghe mùi ngọt nó ăn hết. Lê nó ngọt rồi đó. Hái vô nhà chân đi. Nó cắn chuột lũi cây luôn rồi. Wow, đỏ ươm luôn, ngon quá ngoài ui, ngoài ui, ngoài ui, ngon quá ngoài ui, ngoài ui, ngoài ui. Nhưng mà giờ cái này nó khét rồi đấy đó. Đúng rồi. Nó còn ngoài á. Hả? Lát hồi nướng lại. Đây bà ngoại. Wow. Ngon quá ngoại thơm, quá ngoại thơm, ngon quá hả? Xin chào mẹ. Rùi ăn ngoại. Cho mẹ vô ngoài, cho ngoại miếng giấy này. Chồng lấy miếng giấy cho ngoại này, xé giấy cho ngoại đi con. Đây đi. Để chồng đi xé giấy được con. Ủa đại thái mẹ xé phải giấy rồi. Nướng thịt. Đang nướng nè ngoại. Ngon thơm, thơm đúng thơm ngoại. Tại vì ngoại ở đây không thơm thơm. Chúng ngoại con. Giấy đâu bôi? Gà nó nắng nó bây giờ ở đây nè con. Lê sao ăn hết trơn còn sốc. Mà lê nó ngọt. Thằng bôi nó ăn mấy trái nó cặp cặp ngoài ăn không? Ngoài đem về con. Wow thơm ngoại, bà ngoại nó không thơm ngoại. Thơm muốn chết luôn. Trời ơi con ong nó nghe mùi. Bôi biết chạy không bôi? Ờ lũi vô tường, lũi vô tường gì? Xích ra. Rồi xích ra, yes. Tao bu vô ăn tuôn này mẹ. Rồi quẹo lại ông ngoại kìa. Quay lại ông ngoại đi. Lên đây đâu có chạy được. Lên đây đâu có chạy được. Nó xuống dưới ông ngoại kìa. Xuống dưới chạy vô ngoại đi. Ừ, biết không? Từ từ. Ui, được không? Té. Rồi đứng chạy đi, rồi đứng chạy đi. Chạy cho ngoại coi. Đó. Lũi ra, quẹo ra. Lấy ra, tao không biết lấy ra. Rồi chạy cho ngoại coi đi, chạy cho ngoại coi. Đó. Đâu, chạy cho bà ngoại coi. Về trên ra. Đó. 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 Nó có chó mà. Qua rồi kìa. Đó, đây là thành phẩm của bà ngoại nướng ha. Đại tiệc thịt nướng. Nem, xúc xích. Gà ơi. Mẹ lên. Lên đi gà. Con không có lấy con chi. Ông ngoại ngồi kế con ăn cho sướng. À, rồi lẹ đi, chào cô chú các bạn. Lẹ đi con. Hôm nay mình chào các bạn đi cô chú rồi. Lẹ đi con, lẹ đi rồi. Dạ. Hôm nay.
ăn cá. Ăn cá hả con? Ăn thịt. Dê, gà. Dạ, có bạn. Hôm nay mời anh với con ăn thịt nướng. Ăn thịt nướng. Ngoài lên nhà con chơi. Mời cô chú và các bạn. Xúc xích. Nem nướng. Đậu bắp nướng. Ăn với con nha. Ăn bánh hỏi cuốn bánh tráng với con. Rồi. Ăn với con nha con. Rồi mời các bạn đi, mời các cô chú và các bạn. Ăn gà với con. Rồi, ăn đi. Ăn sữa với bạn không? Trời, với rau này đáng ghê ha. Chuối chát nè. Biết kêu con. Đã luôn. Cho con nữa rồi. Leo nữa nè. Ngồi luôn. Con ba nào? Đây bỏ vô rồi, ăn đi quá ngon. Cuốn mặt bạn múc nước mắm miếng chứ. Múc đây trong chén đây. Ngon không? Mày thấy dễ chưa? Ừ. Ăn cái nào? Con có xúc xích rồi, ăn hết xúc xích đi rồi ngoài sẽ gấp cho con cái đó. Ăn hết xúc xích đi. Thôi ăn đi, không được uống. Chúc mừng cho. Xuống đi đại ca. Ăn cái nào con? Ăn cái này hả? Ăn cái này. Cái này nữa hả? Trời ơi nè. Xúc xích quá nè. Đây nè, con dao nè con. Đưa đây, đưa đây bà sắt cho. Nào, bà sắt cho. Nè sắt. Tới qua cơ. Đây. Chắc con sắt cơm rồi nè. Sắt đi đó, lỏng nữa rồi. Dạ, con dĩa không nào, sắt cơm hết đi. Bôi nè. Bôi nè con. Để nè. Không có đây nè, nó quýnh quá. Nè, thấy ai ăn ở đâu? Nó hứng rồi. Ai cũng dễ cũng có hết đó. Ngồi xuống đi con. Rồi đó, ăn đi. Đó. Đâu dây ăn cho mẹ coi coi với quậy. Dạ. 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 Con phải rứt ra. Cái sao mà thịt bò thì nó phải đó. Sao con làm mềm lắm mà sao không sao mà phải cho phải vậy? Mềm là tại vì cái miếng nó có gần mỡ mỡ. Toàn dĩa rau hấp dẫn ha. Rau dường. Mẹ muốn cứ ăn lắm người ta chưa ăn. Đây là Mỹ nhìn ta cũng có chuối, chuối chát nữa nè. Lá mơ nè, rau răm, dưa leo đầy đủ các bạn. Lá gì giống lá tiếng tô rồi lá mơ thiên giới hả? Vâng, nhà đó còn giống phim cổ cực. Ở đây mà đang dắt như vậy đầy đàn này đóng gì rồi quá tốt rồi. Chợ nó không có đâu, nó có rau gì cho tao húng, ủa nó húng rủi á mà nó không có đâu dắt. Có lá mơ ngoài ăn nhiều vô về ngủ. Giờ đây kiếm lá mơ được cũng hay vậy chứ trồng có gốc và trồng hoài luôn không chết 5-10 năm 20 năm chưa chết hết lắm rồi coi cục nó hay vậy, nó còn cái gốc rồi lên hoài. Thúi của tôi nó ăn nè. Nó nhào vô nó ăn trước người ta rồi. Nó không phải ăn nướng nữa, ta nướng là thơm mà nó ăn rồi. Dê bữa nay ông bà ngoại lên chơi rồi dê có đãi gì cho ngoại không hả? Dê có làm gì không? Dê làm gì cho ngoại? Dê đốt phá chứ làm gì? Có phụ đâu? Có phụ ngoại đâu? Hả? Không có phụ ngoại hả? Thấy dĩa rau mà thèm. Dĩa rau ngon. Coi chứ mình đi ăn ở chợ đâu có bán rau đâu, dĩa gì nữa. Đâu cho rau ngon vậy đâu. Cho rau ngon mà nhìn vậy đâu. Đem ra có mấy cái ăn phở, đem ra có mấy cụm ngọt. Đúng rồi, mà tới bên đây bên Việt Nam thì anh về là tới rồi có phạt. Bà ơi! Cô bây giờ về đấy. Cái gì công thì rất là
ăn đi, tuần sau mà ngoại nấu cà ri, ngoại chạy lên tránh ngoài mua con gà. Bây giờ ngoại nấu cà ri, ngoại gửi lên cho con. Nó bún nấu, nó bún măng vịt. Bún măng vịt ha, phải mua vịt. Ăn vịt, ăn gà. Bôi ngồi xuống nè, đổ là một quýnh đòn đó nha bôi. Ăn vậy nè, thịt nướng với rau vậy nè, ăn nó đông vui vậy, nó ngon. Tại thịt bò nó vậy đó không? Bỏ xương ra, bỏ gân, có gân á. Cái đó gân đó. Nè, nhả đây, nhả đây. Bôi ngồi xuống đi bôi. Cái ăn thịt bò không quen. Bôi ngồi xuống đi bôi. Bôi ngồi xuống đi, chị kêu nè. Bôi xuống vậy nè, quán còn. Nướng lâu lắm chứ. Dạ, dạ. Mấy người quán còn không? Ôi chị quýnh đòn không? Nó biểu biết bôi ngồi xuống đi, bôi không chịu ngồi xuống nó quýnh đòn. Yeah. Mẹ lên. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống té, té. Té ngồi xuống đi con. Mà nướng hơi ấy nó giòn ngon luôn. Mình nổi. Cái thằng đó nó đi Việt Nam mình nó dắt xe đạp. Khi nó đi xe đạp mà nó đi mua cái hộp khẩu trang. Đây, giấy nè. Rồi nó tạt nhỏ, tạt 15 triệu. Ở đâu? Ở Việt Nam á. Tạt mình gom tiền của dân chứ. Trời. Nếu mày không có tiền đóng thì giờ mày dắt xe đạp ra, mày bước qua, bước lại tay chay mày 20 lần. Ghê vậy? Bắt nó. Nói sợ quá. Nói thôi giờ để em dắt, để em đóng. Quay mà em thấy đạo có lực gì đâu. Không làm Nó bắt hình chi, nó có đồ bà. 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 Nó bắt hình ch
Rồi bye bye đi con. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi bye.